Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em Út xin gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của một bộ mẹ con. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một bộ mẹ con, mẹ là mẹ bô anh chị. Mẹ bô lai xin. Còn con cũng là cái bô lai xin. Ở đây thì con mẹ này thì đang phối lại gần 2 tháng anh chị nha. Còn con thì khoảng tầm 7 tháng. Đây bà con cô bác anh chị nào mà chúng ta xem mà cảm thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ em ha. Bộ mẹ con thì mẹ khá là bự con nha. Con thì sau này cũng tướng tá rất là ok, dình dàng, bự con nè. Thì bộ mẹ con này thì hôm nay em xin báo giá cho bà con cô bác cũng như quý anh chị là con mẹ nếu mà tách ra thì con mẹ sẽ có giá là 18 triệu 5. Còn một con tách ra thì có giá là 13 triệu 500 ngàn. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ ủng hộ em. Bò thì bò con này cái màu quyền màu đẹp quá anh chị ơi. Bò con sau này cũng khá là bự con ha, 13 triệu 500 à. Anh chị coi chân móng nè. Móng thì móng sò nha anh chị. Anh chủ nhà nói chung là cũng khá là kỹ. Anh chị coi cái móng chân của con bò mà không dính cái miếng bận luôn á. Bò ở đây chủ nhà ta nuôi kỹ lắm. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Lưng vai, mông, đùi nè, rất là ok. Còn con bò mẹ nè. Bà mẹ thì khả năng mang thai khá là cao. Bên em thì chưa bao chữa được nha. Mới 2 tháng chưa bao chữa được. Ở đây thì bà mẹ phối gần 2 tháng rồi nha anh chị. Sái tích của bà mẹ cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Không áp xe, không tật lỗi gì hết. Dậu yếm nè, rúng nè, rất là bài bản luôn. Giờ mấy con bò này đẻ con ra thì đâu có sợ mà đẻ con xấu nè. Nhưng con nó đẻ ra nè, rất là ok đúng không anh chị. Dậu yếm cho tới chân móng cho tới rúng đầy đủ bài bản luôn. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh, không tật lỗi gì nha. Đảm bảo nghiêm chỉnh, khi mà giao đến thì anh chị ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Bò mẹ thì đẻ hai lứa rồi nha anh chị nha, phối là lứa thứ ba. Tình trạng là bao lòi lú hí tử cung, đảm bảo về vấn đề trục trặc sinh sản cho anh chị trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về. Nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì bên chủ nhà xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị cũng như là các bạn đang có dự định mua ha. Lông da bóng mượt đang bò con. Con bò con này chiều cao tại phía sau khu của nó chắc khoảng tầm 1m17-18 rồi đó anh chị. Đó, 17-18, 1m17-18, bò gần 7 tháng bò. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lỗi gì hết. Đảm bảo nghiêm chỉnh, khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán luôn. Nếu mà tách bò con ra thì có giá 13 triệu 500 nha anh chị. Còn bò mẹ thì có giá là 18 triệu 500. Bà con, cô bác, anh chị nào mà ở gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em. Đây. Bò mẹ cũng khá là bự con ha, sạch bò, chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lỗi gì hết. Đây anh chị xem, có nhu cầu mua thì liên hệ em. Và bò này em vẫn bán được cho cô chú anh chị các bạn với hình thức trả góp nha. Anh chị nào ở xa gần gì mà có tiền thì mua tiền mặt, còn mình hạn chế về vấn đề kinh tế thì mình mua cây trả góp cũng được anh chị nha. Và điều kiện trả góp là anh chị là công dân, công nhân, nông dân làm việc tại địa phương và có độ tuổi tầm từ 20 cho tới 60 tuổi. Và anh chị trước giờ chưa có bị nợ xấu của ngân hàng, chẳng hạn như là anh chị mua góp của vấn đề một cái dụng cụ gì đó, hay là mình trả trễ hạn hoặc là mình không trả thì mình không có vay được nha. Còn tất cả mọi người đều có thể được hỗ trợ vấn đề mua trả góp nha anh chị nha. Trừ những trường hợp là mình trả chậm trễ hoặc là mình bị nợ xấu của ngân hàng thôi. Rồi anh chị xem mà cảm thấy thích muốn mua đôi bò mẹ con này hoặc là muốn mua lẻ ra thì anh chị có thể liên hệ giùm em 0383 777 696. Rồi thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao cho anh chị xem, cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể đo hạo ra bức tường là cây cột trước khi mà mình quyết định mình mua nghe anh chị nha. Bò mẹ này thì chiều cao tại phía sau khu của nó khoảng tầm 1m32-33 bò nha anh chị. Đó, bò mẹ này cũng khá là bự con chứ không phải là bò nhỏ con, nên chị yên tâm ha. Mua bò trên kênh của em thì em không có bán bò cóc, bò cỏ gì hết, nên anh chị yên tâm. Vấn đề bà bò nhỏ con thì bên em không có bán. Chiều cao tại phía sau khu của con bò mẹ này ha, là khoảng tầm 1m33 đó anh chị. Còn bò con để em đo thử cho anh chị xem. Bò con chiều cao tại phía sau khu của nó là khoảng 1m17 nha anh chị nha. Rồi thì anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em. Và bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.